Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua khung carbon của thương hiệu Java, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Ý, mang cái model là Ferrucci, một mẫu xe đạp cực kỳ là đẹp trong cái tầm giá dưới 20 triệu. Được trang bị full bộ group, bộ chuyển động Shimano 105. Đó, toàn bộ đồ là nguyên bản chính hãng, sẽ là nhập khẩu nguyên chiếc. Đó, toàn bộ phần khung của chiếc xe thì như có thể trên hình, phần khung phần càng toàn bộ là carbon và Ferrucci, thương hiệu quá quen thuộc với các bác, thương hiệu Ý, và được chạy bộ chuyển động Shimano 105 G5008, 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Tổng thể xe thì như có thể trên hình còn khá là mới, chỉ do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ. Đó, quá trình sử dụng và luyện tập xuất hiện những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn để về đi về tổng thể nhìn chiếc xe thì chiếc xe đã có giữ cái độ mới cũng khá là tốt. Đó, từ những cái lớp sơn nó còn rất là đẹp. Bộ vành nhôm cao bản của DK vẫn là đồ nguyên zin nguyên bản của xe. DK là phụ tùng sản xuất xe đạp riêng cho dòng Java. Từ tài nghiến may ư. Máy bi vòng cuối lỗ của DK. Vi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay lắc 105 G5008, phanh 3 mảnh Techo. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 47 cm. Thì chiếc xe vừa cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70-75 đi phù hợp. Xe trang bị 11 tầng lip và 2 tầng đĩa cho xe 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt mà. Xuống cực nhẹ nhàng lên máy. À, chiếc xe này đang bán với em mức giá chỉ có là 17.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.